Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Hiên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đồ Sài Gòn TV trên băng tần 56.10/14.2. Mời quý vị vào trong trang nhà luoidosaigontv.com đọc các bản tin cũng như theo dõi phần livestream đến với quý vị vào ngày hôm thứ ba hôm nay với các bản tin tiếp tục theo dõi trong thời gian qua về thời sự khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Covid cũng như tiến trình chuyển tiếp giữa ông Trump và ông Biden. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, thời tiết ngày hôm nay ở tại Westminster và Garden Grove có nhiệt độ tăng nhẹ hơn so với hôm qua. Nắng cũng ra vào sáng sớm cho nên là chúng quý vị sẽ thấy là ấm áp hơn một tí. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất buổi trưa là vào khoảng 71 đến 72 độ, nhưng mà chiều tối sau 10 giờ trở đi đó thì xuống dưới 50 độ thưa quý vị. Và hôm nay cái mà phần trăm mưa đó thì vẫn giữ tiếp tục là khoảng 10 cho đến 15%, cho nên có nhiều khi lâu lâu quý vị thấy trời âm u mà có những cái trận mưa nhẹ nhẹ. Và nhiệt độ như thế này thì giữ luôn từ đây cho đến ngày thứ 6, trung bình chỉ có khoảng 68 đến 70 độ thôi thưa quý vị. Cái dư âm của cái tin tức liên quan đến AstraZeneca, công ty phối hợp với trường đại học Oxford của Anh Quốc vừa đưa ra kết quả hữu hiệu, họ nói có khả năng lên tới 90% tùy theo liều lượng. Như chúng tôi đã tường trình vào ngày hôm qua, loại thuốc AstraZeneca này nó khác với lại Moderna với Pfizer ở chỗ Pfizer và Moderna chỉ cần chích một lần thôi là ngay lập tức có kết quả, nhưng mà riêng với AstraZeneca họ nói rằng cần nên chích 2 lần là tốt nhất. Chích một lần cũng được, nhưng mà nếu chích 2 lần thì tốt hơn. Lần đầu thì nguyên liều, tức là một ống chích luôn, thí dụ như vậy. Và lần thứ nhì, nửa ống chích tới thêm nửa liều nữa, 1 tháng sau. Như vậy, một người cần chích 2 lần thì đạt được cái mức hữu hiệu lên tới 90%. Tuy nhiên ngược lại thì giá thành nó rẻ hơn, chỉ có 2,50 đồng cho một liều thôi. Đó là dư âm thứ nhất. Thứ hai nữa, tin tức vào sáng ngày hôm nay từ tổ chức AAA tuyên bố 50 triệu người Mỹ sẽ không hủy kế hoạch rời khỏi nhà. Thì cái tình trạng mà lây nhiễm, một mặt thì người ta lo bởi vì cái số người lây nhiễm nhiều quá, số tử vong cũng tăng. Nhưng mà cái tin tức đó hầu như nghe hàng ngày, quý vị thấy cái gì mà nghe nhiều quá thì nó nhàm tai. Những người mà họ không khỏe mạnh và thậm chí có những người nhiễm bệnh mà họ không có triệu chứng, mà họ cũng không đi xét nghiệm nữa, chờ 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ, ai mà vào xét nghiệm, cho nên họ nói, ô, không có chuyện đó, mình khỏe, mình cứ lên kế hoạch và mình đi. Nhiều người nói rằng, tôi đã lên kế hoạch này từ cả tháng trước rồi, tôi đã mua vé rồi, tôi không hủy vé được, và tôi đã quyết định đi rồi, ở ngoài, ở nhà chán quá, kệ nó, bây giờ đi tới đâu thì mặc. Những tin tức này để cho thấy rằng, 50 triệu người vẫn đi, 1 triệu người vẫn mua vé máy bay, và quý vị thấy, thời gian qua, hãng máy bay là đang rất là khó khăn, chật vật để mà tìm được cái chỗ ngồi cho trên máy bay. Không có ai đi máy bay cả. Bây giờ, 1 triệu người đi máy bay. Và 1 triệu người đi thì cũng phải 1 triệu người về. 49 triệu người còn lại là sử dụng xe cộ di chuyển, xăng, tiêu thụ, chi tiêu, mua sắm, rồi lễ tạ ơn nữa. Vào mùa lễ thì quý vị thấy cái tiến trình mà giới đầu tư tin tưởng người ta sẽ mua sắm, ở nhà cũng mua sắm, ra đường cũng mua sắm, mặc dù tin tức cho thấy lễ Thanksgiving năm nay là không có cái tiệm nào mở cửa hết. Nhưng mà thay vào đó người ta ở nhà người ta mua sắm, nhiều khi người ta mua nhiều hơn là đi ạ. Thực sự như vậy, quý vị ngồi một chỗ, quý vị nhìn vào đi tha hồ
mà sale thì liên tục, bắt đầu hôm nay đã có sale rồi. Thế thì mua sắm từ bây giờ cho đến đầu sang năm, rồi thuốc chủng có. Tin tức này khiến cho giới đầu tư vô cùng tin tưởng, và đó là lý do các cổ phiếu liên quan đến giải trí, du lịch và kể cả dầu hỏa nữa tăng mạnh ngày hôm nay. Dow Jones gần động mức 30.000 rồi, thưa quý vị, lên thêm được 379 điểm, 380 điểm, 29.968. Còn chừng 30 mấy điểm nữa là được 30.000. Nasdaq cũng lên 111 điểm, 11.992. S&P 500 lên 44 điểm, 4.621. Thị trường lên khủng khiếp. Ở châu Á và châu Âu cũng thế. Châu Âu bây giờ thì đang đóng cửa vì Covid-19, nhưng mà người ta ở nhà, người ta đi mua sắm. Nikkei lên 638 điểm, lên 638 điểm quá trời. Hồng Kông lên 102, Thượng Hải thì ngược lại xuống 11 điểm mà thôi. Công trái phiếu như chúng tôi đã thưa, cổ phiếu đó là đa phần các cổ phiếu liên quan đến hàng bán lẻ nè, rồi du lịch, dầu hỏa nè, ngân hàng. Wow, Wells Fargo lên tới 7.2%. Công trái phiếu 10 năm bây giờ lên chút đỉnh nhưng mà vẫn chưa đụng mức 1.9. Bây giờ là 0.878, mua nhà vẫn rẻ. Và vì phân lời xuống thấp như vậy, thưa quý vị, nhà cửa tiếp tục lên. Dầu lên 1.88 đồng, hôm nay sắp đụng mức 45 đồng rồi. Vàng ngược lại đi xuống 36 đồng 40 sen, 1.801 đồng 40 sen. Sáng nay thì có người hỏi là có nên mua vàng vào lúc này hay không, thì câu hỏi sẽ được trả lời từ Goldman Sachs và CD Group. Goldman Sachs CD Group hôm nay có một bài nhận định, họ nói giá vàng cũng sẽ lên cao vượt quá 2.000 đô. Họ tin tưởng là như thế từ bây giờ đến sang năm. Thì đó là cái tiên đoán. Họ nói rằng trong năm 2021 vàng sẽ lên 2.000, bây giờ là có 1.802 thôi. Cho nên nếu mà quý vị tin tưởng vào cái tiên đoán của Goldman Sachs và CD Group thì cứ mua để dành. Bởi vì trong 2 ngày qua vàng xuống dữ quá. Hôm nay xuống thêm 35 đồng nữa, rất nhiều cơ hội, từ hôm qua đến bây giờ là xuống 70 đồng rồi thưa quý vị. Có cơ hội để mua 1.802 đồng 70 sen. Vâng, thưa quý vị, với cái việc mà vẫn còn rất là nhiều người Mỹ họ không có hủy bỏ cái kế hoạch mà đi du lịch, và đặc biệt là đa số vẫn quyết định bay trở về để mà đoàn tụ với gia đình ở những cái tiểu bang khác đó, thì cơ quan TSA sáng ngày hôm nay họ đưa ra cái con số cho biết chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua, nghĩa là tính từ ngày thứ 6 tuần trước cho đến ngày Chủ nhật đó thưa quý vị, là 20, 21, 22 là ba cái ngày để mà bay, rồi cái tuần này là họ đã có mặt ở nhà, thì số người bay là lên đến 3 triệu người. Wow. Thưa quý vị, trung bình mỗi một ngày là 1 triệu người ở tại các phi trường. Khủng khiếp. Dạ vâng, và đây là cái con số nhiều nhất kể từ hồi giữa tháng 3 là bùng phát dịch, thưa quý vị, không ai bay cả. Tuy nhiên theo như cái thăm dò mà các đài họ hỏi đó, vì sao mà mọi người họ vẫn bay, thì họ phát hiện là rất nhiều người họ có một cái ngộ nhận, là nhiều người họ nghĩ là các chuyến bay bị ế thì khi mà họ lên trên các máy bay ngồi đó thì có thể là sẽ rất là vắng, thì nó an toàn. Giữ khoảng cách 6 feet. Dạ đúng rồi, nhưng mà sự thật thì nó hoàn toàn ngược lại thưa quý vị. Yeah. Đó là các hãng bay đó họ cancel nhiều chuyến, giống như lúc trước một ngày họ có 10 chuyến thì bây giờ một ngày chỉ còn có 4 chuyến, nhưng mà trên mỗi một chuyến nó vẫn đông người. Yeah. Chứ họ không có để mà một băng ghế chỉ có 2 người ngồi, cho nên rất nhiều người khi mà lên mua vé rồi lên ngồi thì họ mới ngỡ ngàng là họ đã bị lầm. Thì bên cạnh đó thưa quý vị, với lại các giới chức họ cũng khuyến cáo là những cái luật lệ về an toàn giữ khoảng cách đó thì luật của liên bang không có áp dụng cho các hãng hàng không, cho nên ngày hôm nay họ có thể tuyên bố thế này nhưng mà ngày mai thì họ đã có thể nói ngược lại. Chẳng hạn như là Southwest Airlines thưa quý vị, lúc trước đó thì họ nói là họ sẽ gỡ bỏ cái hàng ghế ở giữa để mà tạo ra cái khoảng cách của cái section phía trước với phía sau, nhưng mà rồi mới tuần này thì những hành khách mà họ đi Southwest Airlines họ nói là cái hãng này đã nói ngược lại, bởi vì họ nói rằng rất nhiều cái cuộc nghiên cứu cho thấy là có gỡ bỏ hay không thì nó cũng như vậy, vẫn an toàn nếu như mà trên suốt chuyến bay tất cả hành khách họ đeo khẩu trang rồi giữ vệ sinh, rửa tay liên tục, cho nên là họ quyết định họ không có gỡ.
Trong khi đó, bên phía châu Âu, có các nhà nghiên cứu họ tìm hiểu xem COVID-19 này đã gây tác hại như thế nào cho nền kinh tế. Đó là cái con số của nền kinh tế các quốc gia bao gồm châu Âu, Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu chia đều ra cho mỗi một người chết, một người bệnh nhân sẽ là bao nhiêu? Con số này nó khủng khiếp luôn thưa quý vị. Đây là con số chính thức. Dựa trên cái số tiền mà chính phủ châu Âu thiệt hại do COVID-19 riêng chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Bởi vì bây giờ họ có được cái số liệu của tháng 3, tháng 4 và tháng 5 của 2020. 29.000 mạng sống người đã được cứu. 29.000 người được cứu, có nghĩa là những người này bị COVID, được đưa vào bệnh viện, được chữa trị và hết bệnh, được xuất viện. Còn số người chết thì khỏi nói, nhưng mà họ nói số người sống được cứu là bao nhiêu so với số tiền mà phải đóng cửa kinh tế của đất nước. Cái số tiền mà thiệt hại của riêng châu Âu mà thôi là 169 tỷ Mỹ Kim. 169 tỷ Mỹ Kim chia cho 29.000 mạng người được cứu sống. Mỗi một người tốn kém cho đất nước 6 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, một người tốn kém 6 triệu Mỹ Kim để lo cho một người đó. Và cái số này là riêng ở châu Âu được tính toán, chưa bao gồm của nước Mỹ lên tới mấy ngàn tỷ Mỹ Kim. Và cứu sống được bao nhiêu người, chúng ta phải chờ đợi để xem các cuộc thống kê thăm dò từ phía Hoa Kỳ đưa ra. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.